chậm trễ mua tân binh và các lý do có thể khiến Erik ten Hag rời Man United. Huấn luyện viên Erik ten Hag có lẽ sẽ được cổ động viên tha thứ nếu rời Manchester United trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Đằng sau hậu trường, sự kiên nhẫn của Erik ten Hag tại Manchester United đang giảm sút. Chiến lược gia người Hà Lan 53 tuổi đang phải đối mặt với một số vấn đề tại sân Old Trafford khi việc đổi chủ chưa hoàn tất. Và nhà Glazer không sẵn sàng chi đậm để mua sắm tân binh, khiến tâm trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Erik ten Hag đang trải qua tình cảnh tương tự Mourinho trong mùa bóng thứ hai dẫn dắt Manchester United. Sau khi khá thành công ở mùa đầu tiên với chức vô địch Carabao Cup, danh hiệu đầu tiên của Quỷ Đỏ sau 6 năm, Á quân FA Cup và vị trí thứ 3 Premier League. Những lý do có thể khiến Erik ten Hag quay lưng lại với đội chủ sân Old Trafford nếu mọi thứ tiếp tục tồi tệ hơn. Nhà Glazer miễn cưỡng chi tiêu. Nhà Glazer hứa hẹn ủng hộ Erik ten Hag khi ông trở thành huấn luyện viên Manchester United vào năm ngoái. Song đến hè năm nay, gia đình Glazer không sẵn lòng chi tiền khi chưa quyết định xong việc sẽ bán hay ở lại câu lạc bộ. Điều đó khiến Manchester United tụt lại so với các đối thủ khi Manchester City, Liverpool, Chelsea và Arsenal đều đã ra cố đội hình của mình. Không có dấu hiệu điều này kết thúc nhanh chóng, đồng nghĩa có khả năng Erik ten Hag sẽ phải sử dụng đội hình không có nhiều thay đổi so với mùa trước. Có cảm giác rằng đội hình hiện tại của Quỷ Đỏ không thể thi đấu tốt hơn, nên Erik ten Hag phải làm nên điều kỳ diệu một lần nữa trong mùa tới. Nếu không có tân binh chất lượng, Erik ten Hag sẽ vô cùng thất vọng và thậm chí có thể quyết định rời Manchester United nếu thành tích mùa tới không tốt. Nhiều cổ động viên hy vọng tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, chủ tịch ngân hàng Hồi giáo, Qatar, sẽ trở thành chủ mới của Manchester United thay vì Sir Jim Ratcliffe. Nếu tiếp quản thành công Quỷ Đỏ, Sheikh Jassim cam kết sẽ đầu tư ngay lập tức 1 tỷ bảng vào Quỷ Đỏ, bao gồm việc mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford, khu phức hợp Carrington cũng như toàn bộ khuôn viên câu lạc bộ. Ngân sách mua sắm cầu thủ vào mùa hè của Manchester United cũng tăng lên khi Sheikh Jassim xóa khoản nợ của câu lạc bộ. Sheikh Jassim gửi lời đề nghị thứ 6 đến nhà Glazer trong nỗ lực tiếp quản 100% cổ phần Manchester United. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe muốn mua khoảng 51% cổ phần của Quỷ Đỏ và có khả năng cho gia đình Glazer giữ lại 20% cổ phần. Điều đáng nói là trong thời gian làm chủ này, Sir Jim Ratcliffe không chứng minh được có thể mang đến những ngày vinh quang cho câu lạc bộ League 1 này. Manchester United có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề tương tự bây giờ nếu Sir Jim Ratcliffe tiếp quản câu lạc bộ. Điều đó có thể sẽ làm Erik ten Hag không hài lòng sau khi Manchester United đã thắt chặt chi tiêu vào tháng 1. Manchester United có thành tích tệ trong việc tăng cường quỹ mua cầu thủ. Mùa hè năm nay, Erik ten Hag được cho chỉ có ngân sách từ 100 triệu bảng đến 150 triệu bảng để chiêu mộ tân binh. Huấn luyện viên người Hà Lan biết rằng ông cần thêm tiền để sử dụng nếu Manchester United muốn thu hẹp khoảng cách với Manchester City. Việc này sẽ phụ thuộc vào khả năng bán một số cầu thủ không còn phù hợp trong đội hình Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, kể từ khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid vào năm 2009, Manchester United chỉ kiếm được lợi nhuận khiêm tốn từ việc bán cầu thủ. Sự kém cỏi đằng sau hậu trường có nguy cơ khiến Manchester United tụt lại xa hơn nữa so với Manchester City. Manchester United phải chạy theo các đối thủ. Một lý do khác có thể khiến Erik ten Hag muốn rời đi là do các đối thủ của Manchester United. Arsenal đã chiêu mộ thành công tiền đạo Kai Havertz từ Chelsea với giá 65 triệu bảng và đang hy vọng ký hợp đồng với Daniel Rice, tiền vệ đội trưởng West Ham. Liverpool không mất nhiều thời gian để hoàn tất chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac-Allister từ Brighton với giá 35 triệu bảng kèm phụ phí. Chelsea đã bổ sung tiền đạo Christopher Nkunku vào đội hình khi chuẩn bị cho mùa giải có thể tươi sáng hơn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Manchester United đến nay vẫn chưa có tân binh nào và đang cố gắng có được tiền vệ Mason Mount với giá 55 triệu bảng, trong khi Chelsea muốn từ 60 đến 65 triệu bảng. Theo Fabrizio Romano, chuyên gia thạo tin chuyển nhượng, Quỷ Đỏ sẽ gửi lời đề nghị thứ 3 đến Chelsea và muốn chốt hạ thương vụ này càng sớm càng tốt. Mason Mount được xem như nhân tố giúp tăng cường chiều sâu cũng như trẻ hóa tuyến giữa Quỷ Đỏ. Trong bối cảnh nhân tố chủ chốt ở khu vực này là Casemiro và Christian Eriksen đều đã ngoài 30. Nếu Manchester United tiếp tục chậm chạp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, tâm trạng của Erik ten Hag có thể trở nên tồi tệ hơn.
Ông tức giận vì Arsenal và Manchester City ghi trước Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký Declan Rice. Mùa giải vừa qua, Declan Rice thi đấu 50 trận cho West Ham trên mọi mặt trận và góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch Europa Conference League. Huấn luyện viên người Hà Lan coi Declan Rice là sự lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ Manchester United. Nhưng sự chần chừ của giới chủ MU đã giúp Arsenal có cơ hội đi trước và có thể giành chữ ký của tiền vệ 24 tuổi. Một số nguồn tin cho biết Arsenal đã đưa ra đề nghị 90 triệu bảng cộng với các khoản bổ sung để mua Declan Rice nhưng bị West Ham từ chối. Pháo thủ sẽ sớm trở lại với lời đề nghị được cải thiện để gần mức giá mà câu lạc bộ cùng thành phố London mong muốn là 100 triệu bảng, kèm phụ phí. Mọi chuyện càng khó khăn hơn với Manchester United khi gã hàng xóm Manchester City đang nỗ lực vượt Arsenal trong thương vụ Declan Rice. Dù Gundogan sắp đến Barcelona, đương kim vô địch Premier League có thể chi đậm để có Declan Rice. Erik ten Hag muốn chiêu mộ những ai? Erik ten Hag muốn hoàn tất 4-5 bản hợp đồng mới vào mùa hè này. Đầu tiên, ông muốn có một tiền đạo mới với Harry Kane, Tottenham, Victor Osimhen, Napoli và Rasmus Højlund Atalanta là ba cầu thủ nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Erik ten Hag cũng muốn bổ sung tiền vệ với Mason Mount và Declan Rice là mục tiêu ưa thích của ông. Đội chủ sân Old Trafford còn muốn có thêm trung vệ khác, trong đó Axel Disasi, Monaco là mục tiêu. Cuối cùng, Erik ten Hag muốn chiêu mộ thủ môn Andre Onana, Inter Milan, khi tương lai của David De Gea chưa rõ ràng.